Nhà đất Gia Lai xin kính chào quý anh chị. Hôm nay nhà đất Gia Lai xin được giới thiệu đến quý anh chị một lô 1 hecta. Lô đất thuộc xã Hờ Bông, cách trung tâm Hờ Bông khoảng 1 km. Xã Hờ Bông nằm trên trục đường quốc lộ 25, cách trung tâm huyện Chư Sê 18 km về phía đông nam, nơi tọa lạc của nhiều nhà máy xí nghiệp sản xuất của huyện. Với nhiều ưu thế về giao thông, nguồn đất dồi dào, có nhiều tiềm năng phát triển các dự án công nghiệp chăn nuôi, năng lượng sạch, quỹ đất giá rẻ đang thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Lô 1 hecta gần đường điện dân sinh, phù hợp đầu tư năng lượng mặt trời. Đất sỏi đen thích hợp trồng cây ăn trái có múi hoặc đầu tư chăn nuôi đều rất thuận lợi. Vậy anh chị em nào có nhu cầu xin liên hệ về trang fanpage Nhà đất Gia Lai để được tư vấn hỗ trợ miễn phí. Nhà đất Gia Lai số điện thoại 0868021102. Nhận mua bán ký gửi đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất dự án, kho xưởng, hỗ trợ thủ tục pháp lý. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của Nhà đất Gia Lai. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Nhà đất Gia Lai.